Mến chào bà con toàn thể trên mọi miền đất nước. Hôm nay em mới làm một video để giao lưu nhờ cuộc sống Cần Thơ đang giao lưu cùng bà con. Hôm nay gồm có đặc biệt là có cây côn nguội với mai chiếu tỷ bà con ơi. Thôi có cây thành phẩm có giao lưu cùng bà con. Rồi vô mã số 1 luôn. Số 1 quê là cây côn nguội. Côn nguội này gốc khủng bà con ơi. Rồi, vô chi tiết luôn đi, báo thông số sao. Cây côn nguội nha bà con. Bà con nào đi sớm về phía là biết nha, cây côn nguội đó. Đây, bông nè, bông. Đó, bông côn nguội. Đây, có trái không ta? Đây có bông rồi, ra bông rồi bà con ơi. Chưa có trái, ra bông rồi. Rồi chiều cao là 1 mét, tán ngang là 70. Quanh thân này là 43 nha bà con. Nguyên riêng cái thân này là 43. Đây tổng hoành là 109. Cây này có một chỗ lũa bà con ơi. Đây cái đầu này lũa nha, nhưng mà cứng đá hết rồi. Đây đây cành này, chỗ đầu này lũa, chỗ này lũa mà kéo ra nè. Đây đây chỗ này lũa nha. Mã số 1V giao lưu giá 2.700.000 bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số 2Q. 2Q bà con. Chiếu tỷ lá lớn. Chiếu tỷ lá lớn da xanh bà con ơi. Da trắng quá. Trắng xanh gì đây không. Chiều cao 1m4, tán ngang 60, cây chi cành đầy đủ nha. Đây, nguyên bệ rễ luôn. Hoành thân là 32, tổng hoành đế là 129. Mã số Q2 này có giá 2.300.000, bao ship toàn quốc. Rồi, đổi cây luôn. Kế tiếp mã số Q3 mai chiếu tỷ lá lớn da đen, chiều cao 80. Rồi chi tiết luôn đi, thân lắc lượng bà con ơi, nu cục cục luôn, cây già cây lắm rồi, nguyên bệ đế luôn. Quanh thân 30, tổng hoành đế là 132. Mã số Q3 này giao lưu giá 1.400.000 bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Kế tiếp mã số Q4 chiếu tỷ lá lớn, da đen da xanh đây không biết nữa. Chiều cao 1m2, hoành thân 40. Dán phu tê bà con ơi. Hoành thân là 40 nha. Tổng hoành đế là 119. Tổng hoành đế 119 nha bà con. Giá lưu giá 2.200.000 bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số Q5. Cây này nghiêng trồng đứng rồi nha bà con. Do cái bầu nó nghiêng. Chiều cao 95. Đây. Cây này khéo lắm. Chi cành có từng bà con ơi.
Tổng hoành đế là 135, hoành thân là 71. Giao lưu giá 2.700.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Kế tiếp mã số Q6, chiếu thị lá lớn da đen, chiều cao 90, tán ngang 1 mét. Hoành thân là 50, hoành đế là 143. Giao lưu giá 2.200.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Q7, kế tiếp mã số Q7 là mai chiếu thị luôn rồi con ơi, lá lớn da xanh, dán mẫu tử nha, hồi nãy nó lộn cây kia phu tê rồi, dán mẫu tử. Cây này giao lưu lợi 500.000 thôi. Hoành thân 34, chiều cao 45. Q7 giao lưu giá 500.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Kế tiếp mã số Q8, mai chiếu thị bà con ơi, mini này chơi phong lùa cũng được bà con ơi, chi cành chi đủ chi luôn. Chiều cao 44, thân này là 23, tổng hoành là 120, tổng hoành đế là 120. Mã số Q8 giao lưu giá 600.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Kế tiếp mã số Q9 là chiếu thị lá lớn da đen, chiều cao 84, hoành đế là 53, hoành thân 29 ở đây bà con, rồi dưới này 53. Mã số Q9 giao lưu giá 1.000.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Kế tiếp mã số Q10, chiếu thị lá lớn da xanh, xanh da trắng rồi bà con ơi, chi cành cổ ra bà con, chiều cao 1m7. Vô chi tiết chi cành cái này đi. Quay nhạo hết bà con ơi. Đây chi cành cổ lắm rồi, nu cục hết rồi, đế nôm luôn, đế sởm luôn. Cái đế sởm lên là 35, tổng hoành đế là 144, hoành thân vị trí này là 32. Mã số Q10 có giá là 2.900.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Kế tiếp mã số Q11, chiều cao 2m, tán ngang 50. Rồi vô chi tiết đi, quay mấy cái chi tiết cành cổ luôn, cành lọt cho con xem rõ. Cái già nâu bà con, chi cành cổ hết rồi. Đây dán phu tê luôn, ủa, mẫu tử luôn, mẹ con nó lộn. Tổng hoành đế 140, hoành thân là 42. Giao lưu giá 2.900.000, bao ship toàn quốc.
Rồi đổi cây luôn. Kế tiếp mã số Q12. Dưới tỷ lá lớn da đen. Chiều cao 2m. Tán ngang 60. Hoành thân là 31. Đây nu cục cục nha bà con. Cây già cây dữ lắm này. Chi cành có đủ. Giao lưu giá 1.700.000. Bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Kế tiếp mã số Q13. Chiếc tỷ lá lớn da đen. Chiều cao 1m7, tán ngang 70. Đây thân nó xấy lượng bà con ơi. Tổng hoành đế là 142. Hoành thân là 39. Đây có mấy chỗ vô vận chuyển nó chạy ra mà không sao bà con ơi. Đây giữ lý keo rồi. Mã số Q13 có giá 2.900.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kế tiếp mã số Q14 là chiếu thủy lá lớn da đen. Chiều cao 1m7, tán ngang 80. Tổng hoành đế là 123. Hoành thân là 42. 42 đo hai thân này luôn hả? Đây tổng hoành đo đây 42 rồi bà con. Mã số 14Q với giá 2.800.000, bao ship toàn quốc. Rồi đổ cây. Kế tiếp mã số Q15 là chiếu thủy kim giòn. Chiều cao 65. Tổng hoành thân này là 53 bà con. Đây. Tổng hoành đế là 135. Mã số Q15. Giao lưu với giá 2.300.000, bao ship toàn quốc. Rồi mã số 15 cũng là cuối clip. Dạ xin chào bà con và cảm ơn bà con đã nhiệt tình xem và giao lưu ủng hộ. Dạ xin hết rồi.